Chào quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang xếp bộ ghế Louis lên xe để trả hàng cho khách. Và khách hàng này là ở Đan Phượng. Thì đồ gỗ Đức Hiền với cái sản phẩm rất là đa dạng, và trong đó thì có một số cái mẫu kinh điển là mẫu Louis, mẫu Trúc Nam và mẫu Gượt Nho. Thì mẫu Louis này là mẫu Pháp và chúng tôi là hoàn toàn tôn trọng cái bản gốc, tức là tất cả những cái dáng chân cong vắt vẻo hay là các cái hoa văn, rồi thì lưng cong vân vân, tất cả những chi tiết này đều được làm hết sức là tinh xảo và tuyệt đối là bám sát với mẫu gốc. Nhiều khi chúng tôi trong khi rỗi, chủ thợ ngồi bàn với nhau và tại sao lại có cái mẫu vắt vẻo thế này, thì tôi có lý giải rằng đây là cái mẫu dành cho vua, mà vua thì đã không sợ tốn kém, cho nên tất cả bộ ghế này không có một chi tiết nào là thẳng cả, đều cong hết. Hiện nay có một vài đơn vị khác khi mà muốn làm giảm cái chi phí đã làm cho cái chân này bớt cong đi thì nó làm mất cái dáng đi, hoặc là cũng có đơn vị là làm nó to ra, thì đấy vẫn là phiên bản chế thôi, chứ còn bản gốc của nó là cũng không lớn lắm. Và một bộ này của nó có 9 thứ là 4 ghế, 2 ghế dài, 2 ghế dài là 6, 2 lôn trà là 8 và 1 chiếc bàn là 9. Một bộ nguyên bản là như vậy. Tuy nhiên thì có một số gia đình ở thành phố chật chội có thể lấy 5 thứ, tức là già nửa bộ, thì chúng tôi cũng vẫn bán. Hôm trước có thầy giáo Dung Béo có lấy 2 chiếc ghế dài và 1 bàn, chúng tôi cũng bán. Vì xưởng trực tiếp sản xuất ra cho nên là không khó khăn gì. Hiện nay những người thợ tôi đang khênh từ trong xưởng ra chiếc ghế dài. Trong này là xưởng sản xuất của chúng tôi. Đồ gỗ Đức Hiền là đơn vị sản xuất lâu năm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, với số điện thoại 0984 666 999. Xin quý vị bớt chút thời gian truy cập vào đồ gỗ đức hiền.com để biết thêm thông tin và hàng ngàn sản phẩm của chúng tôi. Thực ra website của chúng tôi thì cũng không được hoành tráng lắm, bởi vì là tất cả đều do tự chúng tôi làm lấy cho nó giảm chi phí, và đồng thời nhưng mà quan trọng nhất ấy là nó nhiều thông tin và thông tin trung thực. Tất cả hình ảnh và clip là đều trực tiếp do chúng tôi quay hoặc chụp tại xưởng hoặc là tại cửa hàng, tuyệt đối không vay mượn bất kể từ nguồn nào. Có thể nói nhiều trường hợp chúng tôi rất bức xúc là những cái hình ảnh của mình là có đơn vị khác lấy hình ảnh của mình và đăng tin, và cái việc làm đấy là không hay. Còn riêng chúng tôi thì có người bảo tại sao lại không ghi số, ghi các thứ vào trong ảnh. Nhưng mà thực ra chúng tôi hàng ngàn, hàng triệu cái ảnh ấy, chúng tôi không thể có thời gian để xử lý, đưa hết vào được. Thực ra là khách hàng rất tinh, cái gì là thực chất, cái nào là hình ảnh vay mượn là biết ngay. Để gọn cái, để ngay ngắn cái, chụp ảnh cái. Đấy tôi gọi là đây là chiếc ghế dài đấy. Chiếc ghế dài này là dài 1m2, nó dài bằng chiếc bàn này. Và cùng chuyến hàng này thì chúng tôi còn chuyển một cặp bàn thờ cho cháu Nghĩa ở Phú Thọ. Thì tí nữa chúng tôi mới xếp hàng. Đây là xếp luôn thẳng từ xưởng, một tí nữa mới vào trong cửa hàng xếp. Và đây hàng chúng tôi được đánh trần nguyên vân gỗ, cho nên là ngoài cái đường nét đẹp ra, nhưng mà cái nước hoàn thiện của Đức Hiền thì lúc nào cũng rất là mượt mà trau chuốt. Đây là mặt sau của chiếc ghế. Trước đây chúng tôi cũng làm nhiều mẫu Louis, trong đó có cả mẫu Louis thành phố, tức là cái vách này nó sẽ ngắt ra làm ba, hai phần và nó có cái phần cong ở đây. Và cái phần giữa này đục chạm rất là
hầm hố. Tuy nhiên là cái chỗ mà đục chạm đằng trước nó hầm hố quá, là cái ngồi nó đánh vào cái phần lưng, đánh vào cái chỗ gần gáy của khách hàng là ngồi không được thoải mái lắm. Cái đấy nặng về để ngắm thôi, còn như cái này là ngồi nó êm ái dễ chịu. Và chúng ta thấy là các nguyên thủ quốc gia mà đến các nước để đón ấy, ở cái phần ở các cái phòng khánh tiết thì thường dùng cái mẫu này. Tuy nhiên cái nước hoàn thiện thì sẽ có khác nhau. Và nhiều trường hợp là ở những nơi quá sang trọng là họ sẽ thêu vàng vào cái phần này. Em xếp gọn ở một bên còn để bàn thờ nhé, đi Phú Thọ nhé. Đấy. Bộ này có 9 thứ thôi. Chú kiểm tra đủ. Trên này là 4 ghế lên rồi chú Thuần nhỉ? 4 ghế 2 đôn rồi là 6 rồi. Đây còn một chiếc bàn và 2 chiếc ghế dài nữa là đủ. Trong khi chờ đợi xếp lên thì tôi sẽ lia máy đi chậm chậm để quý vị quan sát thêm về cái hoa văn. Có khách hàng đặt vấn đề là hay là đặt chúng tôi bộ này bằng gỗ mun, thì xin thưa quý vị là cái này gỗ mun không làm nổi, bởi vì cái lưng này là phải là liền và nó phải là cong, tất cả những này đều cong đấy. Cho nên là cái việc làm gỗ, cái chất liệu gỗ mun thì không làm được, chúng tôi chỉ làm gỗ vụ thôi. Rất hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.